Và bây giờ là bản tin của đài BBC. VinFast gây tranh cãi khi báo công an xử lý khách hàng phàn nàn. Sự việc gây xôn xao dư luận sau khi cuối tháng 4, ông Trần Văn Hoàng đăng một video dài 30 phút liệt kê hàng loạt lỗi trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 à, mà ông mới mua và đi được khoảng 8.000 km. Video được đăng tải trên kênh YouTube Google TV với hơn 455.000 người đăng ký kênh do ông Hoàng sở hữu đã thu hút nhiều lượt xem, tạo ra tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ VinFast và những người còn lại và tranh cãi đã nổi lên dữ dội sau khi VinFast thông báo họ đã báo cáo lên công an và công an đã có lịch mời ông Hoàng lên làm việc. Trong video của mình, ông Hoàng trình bày rất chi tiết những điều mà ông cho là lỗi với hình ảnh cụ thể. Ông cũng nói đã đem xe tới hãng khắc phục với 10 lần nhưng không hết lỗi. Video này hiện đã bị gỡ xuống. VinFast tố cáo với công an video trên kênh Google TV khiến dư luận nổi sóng. Trên mạng xuất hiện nhiều người chỉ trích ông Hoàng tố cáo ông là dìm hàng Việt Nam, chơi dại, có động cơ đen tối. Trong khi đó, rất nhiều người khác cho rằng ông Hoàng với tư cách là một khách hàng có quyền lên tiếng khi sản phẩm mà ông mua bị lỗi và VinFast nên cầu thị để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Đến ngày 2 tháng 5, VinFast đã phản hồi theo cách của họ. Trên trang Facebook chính thức, công ty xe hơi Việt Nam đã ra thông báo VinFast không nhượng bộ trước hành vi gây hoang mang cho người dùng. Thực tế, đã có một số vụ mà người ta chỉ trích Vingroup nói họ đã vì thế mà gặp phiền phức, thậm chí bị sách nhiễu bởi công an. Hồi tháng 5 năm 2018, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn bị nhân viên Bộ Công an Việt Nam yêu cầu xóa các bài viết đăng trên Facebook cá nhân về tập đoàn Vingroup. Ông Tuấn nói với BBC News tiếng Việt vào thời điểm đó về vụ bắt giữ. Tôi có tranh luận lại và không đồng tình với họ về việc họ cho rằng những bài về Vingroup lại gây hại cho an ninh quốc gia. Thêm nữa, tôi đã lập luận rằng mọi thông tin chi tiết trong bài của tôi đều dẫn nguồn từ báo chí nhà nước, chứ hoàn toàn không phải vô căn cứ. Tuy nhiên, họ không tranh luận, chỉ bắt buộc tôi phải xóa bài theo ý của họ. Trong con mắt người phân tích, tôi sợ rằng có vẻ VinFast đã đi nước cờ sai khi tố cáo ra công an người review không tốt về xe của mình. Tiến sĩ Quách Mạnh Hào, một chuyên gia về tài chính và ngân hàng từ Đại học Lincoln ở Anh Quốc viết trên Facebook cá nhân. Theo ông Hào, ở Việt Nam thì đây là chuyện nhỏ vì người tiêu dùng bé nhỏ ít khi được bảo vệ, nhưng phương Tây thì không nhỏ, toàn bộ hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng đầu tiên. Đó chính là lý do tại sao xã hội và nền kinh tế vận hành dựa trên niềm tin của người tiêu dùng. Từ Mỹ, nhà báo Thục Phạm cũng bình luận trên Facebook cá nhân về hành động của VinFast. Không tôn trọng khách hàng, không cầu thị, lắng nghe, nhận lỗi sửa lỗi mà chỉ thích lấy thịt đè người. Chỉ tổ chuốc lấy sự bất bình và căm ghét, mình không nghĩ là nó có thể lớn mạnh được. Còn một số khác liên hệ vụ việc với chuyện tập đoàn Tân Hiệp Phát và vụ án con rùi. Trở lại vụ việc giữa VinFast và Google TV, nhiều người cũng cho rằng hành động của VinFast sẽ khiến nhiều người e dè hơn khi sử dụng sản phẩm của công ty này bên cạnh các ý kiến cho rằng vinfast đã hình sự hóa một vụ việc mà lẽ ra họ có thể khéo léo hơn để lấy điểm cũng có những ý kiến ủng hộ công ty này với những ý kiến kiểu như sản phẩm nào mà chẳng có lỗi vinfast cần hành động mạnh mẽ để bảo vệ niềm tự hào của việt nam